Đỗ Văn Luân xin kính chào quý khách. Bây giờ đang là lúc 17 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2016. Đỗ Văn Luân xin giới thiệu quý vị chiếc cặp đôn đèn bằng chất liệu gỗ hương đá chất đỏ của Lào, gỗ hương cao cấp nhất bây giờ, đã được chúng tôi hoàn thiện là đánh vali ở đâu, móc ra được không? Thế thôi, thế thôi được rồi. Đôi hương, đôi đôn đèn này là có kích thước là chiều vuông là 38 phân và cao là 79 phân. Được làm theo số đẹp hết, toàn bộ chúng tôi đục chạm hết là rất là cầu kỳ và tỉ mỉ. Không như các cái đôn đèn này chợ khác, nên riêng chúng tôi làm các cột này, soi chỉ tơ rất là đẹp, cho nên là đục chuyện, cho nên là đục cái hoa rất là đẹp đây. Và bên dưới này là chúng tôi làm một cái đợt gỗ long khuôn rất là đẹp, được làm bằng chất liệu gỗ hương ta. Cái đợt này người ta có thể nhấc được. Đấy, cái đợt này có nhấc được. Để các cái đồ gốm sứ, đồ cổ lên rất là đẹp. Chúng tôi sản xuất rất là nhiều các cái đôn đèn bằng gỗ hương và gỗ chắc như thế này. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0972 770 888 và 0967 110389. Video quý vị đang xem đang được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 Đỗ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ trường kỷ Huế gồm 8 món. Chúng tôi đang hoàn thiện nói xi cho khách hàng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bộ trường kỷ Huế này chúng tôi vừa mới tắm vôi từ ngày hôm qua. Hôm nay đang cho công nhân triển khai là oánh xi trần còn nguyên vân gỗ. Đến ngày mai tôi sẽ hoàn thiện xong, tôi sẽ quay cái clip giới thiệu cho quý khách gần xa cũng như là anh khách hàng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng xem được cái hàng chúng tôi hoàn thiện đấy bên đi. Quay trở lại cái đôi đèn gỗ hương đỏ của Lào này, chúng tôi đục chạm từ cái chân, đục chạm rất là cẩn thận tỉ mỉ, từ những chi tiết nhỏ đục rất là đẹp. Những cái đôn này rất là tiện cho quý vị để các bình sứ, bình gốm sứ cổ hoặc là các cái cây đèn hay là cái nọ lục bình, nói chung là rất nhiều cái thứ để tiện phù hợp, hoặc quý vị có thể để đôi loa cây rất là đẹp. Ngoài cái chất liệu gỗ hương đỏ của Lào ra, chúng tôi còn làm chất liệu bằng gỗ mun, gỗ chắc, chủ yếu làm bằng gỗ cao cấp gỗ 1A trở lên. Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách và xin quý khách vui lòng quan tâm sản phẩm hay liên hệ trực tiếp cho tôi qua hai số điện thoại hoặc là gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc là Facebook là Đồ Gỗ Thành Luân. Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý vị những video tiếp sau. Tôi xin nhắc lại đây là hai chiếc đôn đèn mà chúng tôi gọi là đôn đèn cao 80 phân, vuông 38 và cầm bằng chất liệu gỗ hương đỏ Lào, chiếc đôn đèn gỗ hương để đồ cổ. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau.